Vào khoảng thời gian 2 năm về trước, một mẫu camera kết hợp với gimbal nhỏ nhất thế giới, đó chính là chiếc DJI Osmo Pocket, mình đã có thời gian trải nghiệm đâu đó khoảng tầm gần tháng. Và đến bây giờ, mình lại được trải nghiệm người kế nhiệm của chiếc camera kèm gimbal nhỏ nhất thế giới thời điểm đó, đó chính là chiếc DJI Pocket 2. Vậy thì hãy cùng mình đánh giá xem sản phẩm DJI Pocket 2 này có thật sự là tốt, có thật sự là phù hợp với những người sáng tạo nội dung, những vlogger. Trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Về phần thiết kế thì DJI Pocket 2 vẫn có một cái dáng dấp giống với người tiền nhiệm của mình là DJI Osmo Pocket. Vẫn được hoàn thiện từ nhựa, vẫn là camera với gimbal 30, vẫn nhỏ gọn với kích thước chỉ là 2 ngón tay mà thôi. Còn nếu như để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy là DJI Pocket 2 có một sự thay đổi nhỏ. Đó chính là ở bên cạnh phải đã có thêm một nút bật tắt mới. Cái nút này là cái tính năng khởi động nhanh. Và mẫu máy này còn có một cái màn hình cảm ứng để giúp chúng ta có thể trải nghiệm được tốt hơn, điều khiển mẫu máy này dễ dàng hơn. Một cái điều mà mình cảm thấy DJI thật sự là quan tâm đến sản phẩm camera kèm gimbal nhỏ nhất thế này, đó chính là được trang bị lên đây rất rất nhiều phụ kiện, rất rất nhiều đồ chơi. Riêng bản bình thường đã cập nhật thêm một cái mà mình cảm thấy rất ưng, đó chính là joystick. Nếu như chưa có joystick thì cái sản phẩm Osmo Pocket mình cảm thấy khá là khó sử dụng. Chúng ta cần phải cắm vào điện thoại và bật app lên thì mới có những cái đường pan, đường kéo máy nó mới dễ dàng được. Nhưng mà với Osmo Pocket 2 thì chúng ta đã giải quyết được vấn đề đấy qua cái joystick. Nếu mà chuyển sang bản combo thì chúng ta sẽ có thêm rất rất nhiều đồ chơi. Có thể kể đến đó chính là một cục này có tên là Do It On Handle. Khi mà chúng ta có thể thấy một cổng kết nối này, một jack 3.5 và kết hợp với có một cái chân để có thể kéo máy. Không chỉ vậy thì DJI còn trang bị lên trên bộ combo một cái mic ghi âm để giúp cho chúng ta có thể ghi âm được tốt hơn trong điều kiện gió này, lọc âm được tốt hơn. Và một phần nữa đó chính là DJI còn trang bị vào đây một ống kính góc rộng. Ống kính trên DJI Osmo Pocket 2 đã có góc rộng lên đến hơn 90 độ rồi, nhưng mà lắp thêm cái filter góc rộng nữa thì cái phần nhìn của chúng ta đã lên đến 110 độ và giúp chúng ta có thể quay những cái vlog, quay những cái travel mà nó trở nên hùng vĩ hơn, quang cảnh thiên nhiên trở nên rộng hơn. Đó là những cái gì liên quan đến thiết kế những phụ kiện. Vậy thì phần cứng về phần cảm biến camera đã có gì nâng cấp hơn so với người tiền nhiệm của mình là Osmo Pocket? Chúng ta sẽ có một cảm biến lớn hơn với kích thước cảm biến là 1:1.7 inch với độ phân giải là 64 megapixel, khẩu độ lớn nhất là f1.8. Với những cái thông số như thế này thì chúng ta có thể hoàn toàn chụp được những bức ảnh trong điều kiện thiếu sáng, nó trở nên tốt hơn. Còn trong điều kiện đủ sáng thì mình cảm thấy chất ảnh từ DJI Osmo Pocket 2 nó khá là tương đồng với các smartphone cao cấp. Chúng ta vẫn sẽ có một hình ảnh sắc nét, chân thực, có độ chi tiết rất là cao. Quay sang với phần quay video thì đây mới thật sự là thế mạnh của cảm biến 64 megapixel, khẩu độ f1.8. Khi mà quay trong điều kiện thiếu sáng thì thật sự DJI Osmo Pocket 2 làm việc rất tốt, ít noise, chi tiết lên rất ổn. Và nếu như so sánh với đối thủ truyền kiếp của mình là các mẫu GoPro thì dường như DJI Osmo Pocket 2 dễ nhỉnh hơn hẳn cho vấn đề quay đêm. Và khả năng quay của DJI Osmo Pocket 2 cũng đã được nâng cấp đáng kể so với người tiền nhiệm của mình, khi mà đã có thể quay được HDR 4K 60fps, hay là khả năng zoom của sản phẩm này đã tốt hơn rất nhiều khi mà chúng ta có thể zoom 8x với chế độ chụp ảnh, zoom 4x với chế độ quay Full HD, hay là quay 2x với chế độ quay 4K. Ngoài ra, với việc trang bị thêm 4 mic thu âm ngay trên thân máy và thêm một mic thu âm bên ngoài thì chắc chắn việc thu âm trên DJI Pocket 2 nó sẽ trở nên là tốt hơn rất rất nhiều so với tất cả các đối thủ trong cùng phân khúc. Đây là chất lượng mic mình thu trực tiếp từ 4 mic trên thân máy của DJI Pocket 2. Các bạn có thể thấy thì xung quanh ở đây thì khá nhiều tiếng môi trường cộng tiếng gió bên trái của mình, chính xác là bên phải của mình. Nó đang là một trường học đang tan ca. Và ở đây là mình sẽ thử thêm với việc là trang bị mic. Đây là tiếng thu âm từ phần mic mà mình thu, đã trang bị thêm lọc gió và trời tự nhiên hơi đứng gió rồi. Các bạn có thể thấy là chất lượng mic hai bên khi mà các bạn nghe qua video sẽ như thế nào. Chắc chắn là khi thu âm từ phần mic kết nối như thế này sẽ có chất lượng thu âm sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc là thu âm từ 4 mic trên thân máy.
Tính năng cũng là một điểm mới trên DJI Pocket 2 khi mà mình cảm thấy DJI làm việc rất tốt. Họ đã gom lại tất cả mọi thứ chỉ vào một ứng dụng duy nhất, đó chính là DJI Mimo. Thế nên là DJI Pocket 2 đã có thể được chung và chia sẻ rất nhiều từ những cái sản phẩm khác. Chúng ta có những cái chế độ quay chuyên nghiệp hơn vẫn sử dụng, đó chính là chế độ lấy nét Hybrid AF 2.0, nhưng mà được trang bị thêm tính năng Active Tracking 3.0, chỉ cần vuốt vào màn hình thôi là đã có thể lấy nét được rồi. Cái điều này khá giống với chiếc DJI OM4 mà mình đã từng giới thiệu, hay là cái tính năng chụp ảnh panorama cực kỳ ấn tượng 3x3, 9x9 hay là 180 độ, Hyperlapse, Timelapse hay là Motion Lapse cũng là một trong những cái điểm đổi mới trên sản phẩm này. Nó được nâng cấp hơn so với chiếc DJI Osmo Pocket khi mà chất lượng đã được thay đổi hơn, phần chống rung đã được tốt hơn. Trang bị thêm ở đây là chống rung điện tử EIS, thế nên là khung hình của chúng ta đã trở nên ổn định hơn rất nhiều, đẹp hơn, chuyển động mượt mà hơn. Về phần quay slow mo thì mình cũng ấn tượng với DJI Pocket 2 khi mà có thể quay slow motion full HD với tốc độ quay chậm lên đến 4x, thậm chí là 8x để cho những cái khung hình nó trở nên là nghệ thuật hơn và nhìn nó đặc sắc hơn. Có hai tính năng nữa mà mình cảm thấy khá là hay trên cái phần mềm DJI Mimo này, đó chính là AI Editor và Story Mode. Story Mode thì các bạn đã quá quen thuộc rồi đúng không? Nó đã có mặt trên quá nhiều các sản phẩm đến từ DJI. Còn AI Editor thì các bạn có thể tùy chỉnh, cắt ghép các cái footage của bạn đã từng quay và chuyển thành một bộ phim ngắn. Nói chung là những cái phần đấy khá là thú vị. Một phần nữa đó chính là DJI đã trang bị vào đây tính năng nhận biết rơi vỡ. Khi mà DJI Pocket 2 cảm nhận được việc là mình đang rơi xuống, lập tức mẫu máy này sẽ co gimbal lại, chụp gimbal lại để có thể bảo vệ được cái cảm biến tốt nhất. Với các tính năng cực kỳ ấn tượng, khả năng nâng cấp rất mạnh so với người tiền nhiệm của mình là DJI Osmo Pocket. Tuy nhiên thì điểm yếu của chiếc DJI Pocket 2 vẫn còn đó, đó chính là về việc dung lượng pin. Dung lượng pin của mẫu máy này theo mình đánh giá là vẫn còn khá thấp so với những đối thủ của mình như là GoPro 9, khi mà có thể quay phim Full HD được trong khoảng tầm hơn 2 tiếng một tẹo. Còn vấn đề sạc thì cũng khá là lâu. Để sạc đầy cho một viên pin này sẽ mất hơn 70 phút. Mình hy vọng là trong thời gian sắp tới thì DJI sẽ tung ra các phiên bản khác, DJI Pocket 3 với dung lượng pin lớn hơn, trang bị sạc nhanh để chúng ta có thời gian quay phim được nhiều hơn. Và đó những cái đánh giá và trải nghiệm của mình về mẫu DJI Pocket 2, một mẫu camera kết hợp với gimbal rất tốt và rất thích hợp dành cho những bạn nào đam mê di chuyển, làm vlogger, làm youtuber hay chỉ đơn giản chỉ là thích chụp ảnh, thích quay phim với một mẫu máy quay gọn nhẹ như thế này mà thôi. Nếu như các bạn có nhu cầu muốn mua sản phẩm DJI Pocket 2, hoàn toàn có thể kích vào đường link dẫn đến VG Shop. Hiện tại thì VG Shop đang bán DJI Osmo Pocket 2 với hai phiên bản, một phiên bản thường và một phiên bản combo với mức giá là 8,5 triệu và 12,5 triệu. Còn video đến đây thì phải kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video sau. Bye bye.